Hello mấy anh em hôm nay thì mình thanh lý có mấy tiền này ha. Thật ra hôm bữa thì mình mua là 25 triệu, thì con máy tiện này là con máy tiện tự động của Nhật, mua giờ mà chưa có xài nào hết. Mình thấy đó đẹp thì mình mua thôi ha, mua xong thì để ở nhà hoài nó cũng chật chội. Thì hôm nay em thanh lý, đây là con máy tiện mini 9 tấc ha, từ nay 9 tấc. Ở này nó có nguyên cái tủ đồ nghề nó này ha, nó vô em mua em để ngay chỗ đây thì nó cũng hơi chặt, hơi mất tiện quá, em đậu xe nó không có được chứ không gì. Đây là cái số, cái này là cái bộ số mà để anh em tiện ren ha. Cái này là cái hành trình nè, ví dụ như anh em cài lên, cài vô số máy đó. Thì nói chung em mua về em tò mò em chơi vậy chứ thực sự em không biết xài ha. Đó, anh em bật qua đây, anh em bật qua đây là nó chạy ren. Đây là cái bộ đếm vòng, đây là cái bàn dao, đây là chống tâm, mọi thứ. Đây là cái sân rê, đây là cái đường kính của nó là 100 ha. Cái eto này, eto 100 này, nó chống tâm là 45 ha anh em, 45. Con này chạy bình thường ha. Ở dưới này nó có tủ đồ nghề. Con này nó cao, nó cao đâu đó 1 mét anh em. Bây giờ em ghim điện em thử nha anh em ha, điện 100V din nè. Không biết, từ từ. Rồi cái này đây. Còn hình như là chạy tự động này. Rồi tắt, tắt thì mình mới xả cái này ra. Còn cái này là để nó đếm vòng gì đó ha. Nói chung em mua em cũng chưa xài bây giờ. Còn cái này là đảo chiều video, đảo chiều video. Cái này là máy tiện tự động anh em, 2 chiều, ngon lành nha. Mọi thứ thì hôm bữa em mua là 25 triệu đó, bây giờ em thanh lý 20 triệu nha. Anh em nào thích thì mua ha. Con này nó nặng khoảng 120 kg. Đây TA480 ha, là nó chống tâm là 48. Đây là ủ khoan chống tâm, đầu kèm 13 ly. Đây là magenta băng luôn ha. Nói chung mua về, từ bữa mua về tới giờ chưa xài ngày nào hết ha. Magenta băng đảo chiều đó, mọi thứ là hàng bãi hết ha. Đó. Rồi xíu nữa em lên em quay em thanh lý luôn cái máy mà nhắm băng rồi luôn ha. Này có con nhỏ rồi nè, đây nè, ủ chống tâm có thước nè, thước này ha, mọi thứ đều có thước hết ha, nè, ha, mọi thứ ok nha. Thanh lý một con máy tiện ha, con này nặng khoảng 120 kg. Ở Sài Gòn thì ưu tiên qua nhà lấy nha anh em, còn ở tỉnh thì nói chung em không biết em có ship được hay không á, tại con này nó to quá, rồi em đóng gói rồi em gửi làm sao em cũng không biết đường nữa. Nói chung là mua về xài chơi mà không có xài thì giờ em thanh lý thôi nha.